xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Bắc Tại Vlog của mình. Hôm nay là quay lại một cái hành trình mới nữa mọi người ơi. Sau cái hành trình mà chở khách đi du lịch Phú Yên đến bây giờ thì mình lại quay về với con, không phải vợ nhỏ mình. Hôm nay mọi người nhìn thấy thì mọi người biết mình chạy xe gì rồi đúng không? Hôm nay mình chạy một chiếc xe phòng VIP nha mọi người. Hôm nay mình sẽ làm một cái full hành trình từ bến xe Cà Mau lên tới bến xe miền Tây cho mọi người xem nha. Hôm nay mình mượn con vợ nhỏ của người ta trải nghiệm một bữa. Con vợ nhỏ của mình thì người ta mượn mình trải nghiệm, còn mình mượn lại con vợ nhỏ người ta mình trải nghiệm. Suốt xe cả ta. Ok, hôm nay để mình xuống xe mình quay con vợ nhỏ người ta cho mọi người xem một chút nha. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối mọi người ơi, cho nên cái trời nó cũng khá là tối luôn. Quay chắc là mọi người không có thấy nhiều đâu ha, nhưng mà cũng phải xuống quay. Ok. Đây, đây nè mọi người. À. Đây, đây là con 69B00646. Đó, 69B00646 nha. Hiện tại bây giờ mình mới vừa kiểm tra xe xong luôn. Đó, bây giờ quay cho mọi người xem sơ sơ một cái đi rồi mình sẽ dời xe xuống dưới bến xe Cà Mau để mình gác tài nha. Đó. Đây. Đây là ngoài xe đuôi máy nha. Đó, mình đang nổ máy cho nên cái tiếng máy nó hơi ồn tí xíu nha. Đó, 69B00664. Trời giờ này nó cũng khá là tối luôn cho nên là quay được nhiều, thấy nhiều đi. Không. Đây, bên đây. Bên hông đây. Nói chung từ nãy giờ mình đã kiểm tra xe xong xuôi hết rồi. Trước khi khởi hành một chiếc xe thì mình nên kiểm tra xe cho thật là kỹ. Vỏ nè, nước máy nè, nước nhớt nè, hệ thống đèn nè. Kiểm tra cho thật là kỹ nha. Chứ để lỡ mà mình không kiểm tra, mình cứ lên cái mình ôm xe mình chạy, cái nó hư dọc đường, nó nằm đường, nó mệt dữ lắm luôn, nó cực dữ lắm luôn á mọi người. Thiệt luôn á. Một phần nó mệt, nó cực, mà một phần mình bị mất uy tín. Mất uy tín trong cái nghề mình, mất uy tín với chủ xe, mất uy tín với khách hàng. Ui, cho nên là rút kinh nghiệm. Xe cộ thì mình không thể nào nói trước được. Kiểm tra cho nó tốt trước khi mình khởi hành đi, cho nó chắc ăn nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lên xe, mình dời xuống cây dầu, mình đổ dầu. Xong mình sẽ chạy vô bến, mình gác tài nha. Ok mọi người, lên thôi. Để bây giờ mình sẽ quay sơ cái chiếc xe phòng này cho mọi người xem đi, review sơ đi ha. Đây, đây là cái giường của một chiếc xe phòng VIP limousine nè. Đó, đây gói mền nè, tivi nè, đầy đủ tất cả những tiện nghi. Còn đây nè, đây là cái dãy đèn led trên trần này mọi người. Đó. Thì tất cả những cái phòng này thì nó cũng y như nhau thôi, nó không có khác gì hết á. Nó y như nhau thôi, xe này là 22 phòng. 22 phòng VIP nha mọi người. Đó. Nói chung đồ để nước suối, đồ để dép, sạc điện thoại, đèn đọc báo, hệ thống đèn tùm lum hết trơn á. Đây, để bây giờ mình sẽ mở một cái đèn phòng tượng trưng cho mọi người xem đi. Bây giờ mình mở đèn này nha. Đó, mọi người thấy sáng chưa? Đó, đèn này là đèn đọc sách nè. Đó. Đó, thấy chưa? Đó, sáng lên nè. Đó, sáng lên nè. Thấy không? Đèn đọc sách nha. Nhắc tới mình muốn đọc sách thì mình mở đèn này lên nè. Đó. Cái đèn trần này mọi người thấy chưa? Khá đẹp không? Có cái tivi luôn. Đây, tivi đây. Tivi đây. Còn ở đây là đồ để dép nè. Đồ để dép nè. Đồ để nước suối nè. Đó, suối nè. Đó, nói chung á thì cái phòng này nó rất là rộng luôn mọi người. Có thể nằm 2
hai người ốm nha, hai người ốm thì được nhưng mà hai người mập là không được đâu nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ dời xe xuống dưới, mình đổ dầu rồi mình chạy vô bến mình gác tài nha. Ok rồi, đóng cửa lại giọt thôi, hạ kiến xuống miếng coi. Mở đèn lên coi. Giờ này là 8 giờ tối rồi mọi người ơi. Thì nói chung á là hôm nay mình lên chiếc xe này á, thì chắc có lẽ là không có lơ. Mình lên một mình là không có lơ mọi người ơi. Tại vì xe phòng á là theo luật là không cần lơ nha, đi một mình cho nó khỏe. Không có lơ cho nên là mình ve chậm chậm thôi. Ok, để bây giờ mình đóng cổng cái đi mọi người ơi. Ok, bây giờ giọt thôi. Ui là mà cái đèn của chiếc 46 rồi gì mà mấy anh tài xế mà ảnh chạy mà ảnh không có chỉnh đèn cái gì hết trơn như trời. Ôi ôi, cái đèn nó gọi tầm bậy tầm bạ không, cái gì mà sao thấy được chạy. Ôi phải đạn thiệt chứ. Ôi mấy anh tài xế nào quá. Cái đèn là cái quan trọng nhất của chiếc xe, tại vì xe này là đa số là chạy đêm không. Cái đèn là cái đèn quan trọng nhất, là cái hệ thống nó quan trọng. Nó chiếu đủ cái ánh sáng để cho tầm nhìn tài xế thấy đường. Mà cái đèn tối như gì mà không biết đường mà làm lại thiệt tình nó chứ chán mấy anh này thiệt luôn á trời. Mới gặp chị con vợ nhỏ của mình 0647 mọi người ơi. Bây giờ từ lúc mà đi du lịch Phú Yên đến giờ không gặp được con vợ nhỏ luôn. Bây giờ bữa nay ôm mượn con vợ của người ta mà gặp lại con vợ nhỏ của mình thằng khác nó ôm, trời ơi trời, nó buồn thiệt chứ. Bây giờ lúc nãy nói tới cái vụ đèn, cái đèn là cái quan trọng, cái quan trọng, và cái thứ hai là cái thắng nha. Khi xe lưu thông trên đường cái đèn nó quan trọng, và cái thắng là nó quan trọng nhất, cái thắng là quan trọng nhất tới cái đèn. Nếu như hai bộ phận đó mà có vấn đề thì mình nên xử lý liền, chứ đừng có để mà hai bộ phận đó mà có vấn đề không hoạt động tốt là thua nha. Trời ơi, đèn gì mà nó tối dữ vậy nè. Để cái này chắc có thể có lẽ là ngày mai mình lên mình chỉnh lại mới được, chứ không thể nào mà để cái đèn này mà chạy được, nó mất an toàn cực kỳ luôn. Ok bây giờ mình sẽ ghé cái dầu để mình đổ dầu nha mọi người. Xe mình thì đổ cây xăng Tĩnh Đội nha, đổ dầu cây xăng Tĩnh Đội. Quẹo vô. Hello Hitachi. Ok, chìa khóa đổ dầu đã mất tiêu rồi. À đây, quốc cho anh đây, để này nha, để ơi.
đâu có áo anh Tấn bận vậy? Đó hồi đó làm không á. Dạ hả? Hồi đó có làm cho anh Tấn nè hả? Rồi làm mấy năm trời luôn. Đù, sao nghỉ vậy? Kinh đồ hết nổi. Trời ơi, đụng ăn ăn cho mập cho cố vô, kinh đồ hết nổi. Má thùng cho mấy chục ký không đâu ngồi. Đồ ổng đâu phải đồ người ta đâu, thùng ổng cho mấy trăm mấy rồi. Ừ. Hồi lúc dịch, mình thấy anh đi cho nó lúc dịch đó. Ui trời ơi. Đi rồi nào? Lúc dịch đó. Lúc dịch em làm nè. Tao đi được 2-3 ngày à. Em làm trên hồi đó trên này nè, trên này nè. Tư Đề. Đúng rồi, Tư Đề. Là lúc đó em làm ở đây trước nè, ở đây quằn quá rồi mới lên Tư Đề. Ừ. Được hai bóng rồi, đứt bóng còn bóng à. Ok, đổ dầu xong rồi mọi người ơi, bây giờ bấm cửa lại mình giọt thôi. Ui kêu gì vậy? Từ các cái dầu này á, vô bến á, sát bên nè mọi người ơi. À, hổm gà Cà Mau mưa rất là nhiều luôn, không biết là trong bến còn ngập không nữa. Với ông bà đừng ngập đi, để lên khách. Mấy bữa trước á, mọi người thì biết không, mưa lớn á, trời ơi cái bến xe nó ngập không còn chỗ để luôn, nó ngập mà lên tới hầm xe luôn. Rồi ok vô. Ui dạ. Cái cây nhan này bật cái nó không có ăn mà. Ôi. Cái bến bữa nay đỡ ngập rồi mọi người ơi. Cũng vẫn còn ngập mà chắc đỡ rồi. Ui. Đây nè mọi người coi nè. Ôi là màn nó ngập coi nè. Trời ơi trời. Ôi ơi nước không. Trời ơi ngập đâu dưới. Trời ơi. Trời ơi coi nó ngập nè. Rồi xong luôn. Ok bây giờ mình sẽ đậu mình cặp cái chiếc Phương Trang này đi. Ôi là màn nó ngập. Ông nội mẹ ơi. Quá xa mà xa. Ok. Mình đậu ở đây, mình gác tài ở đây nha mọi người. Đặt máy thôi. À, hiện tại bây giờ là 8 giờ 30 phút. À, mình gác tài ở đây đúng 10 giờ, mình sẽ sắp khách lên xe và giọt thôi nha mọi người. Ok mọi người. Ây da. Mọi người ơi, mọi người thấy không? Ôi ôi như gì nè, làm sao mà lên khách được. Ồ, cái bến xe Cà Mau này nó khá thấp luôn mọi người ơi. Ây da, cái bến xe Cà Mau này phải nâng cấp lên mới được, phải nâng lên mới được. Chứ kiểu này là không được rồi. Mưa kiểu này là không được rồi, ngập kiểu này làm sao mà lên khách đây. Ây, ok, bây giờ mình sẽ chạy qua bên trạm của mình để mình lên khách nha mọi người. Ở bến xe Cà Mau này thua, như gì là làm sao chất đồ lên khách. Nó lội tủm 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 luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ dời xe qua bên trạm thôi. Wow. Đóng cửa lại. Dời lại. Ở đây thì
không có lơ, cho nên là mình ve nó hơi chậm chậm tí xíu thôi, đừng ve nhanh. Đó. Ok. Để mình ghé mình trình lệnh một cái mới được. Ui da. Xong. Phải trình lệnh cho bảo vệ ghi vô cái, bảo vệ mới mở cổng. Đó. Ok, cái trạm của mình thì nằm sát bên đây mọi người. Bắt đầu mình ve xe vô nha. Rồi, ok. Đậu đây mình chờ đến giờ rồi mình sẽ sắp khách lên xe nha. Ok, bây giờ mình đề máy lên cho khách lên xe thôi mọi người ơi. Tới giờ rồi. Wow. Rồi lên xe luôn cô bác ơi. Cô đi mấy người cô? Vé sao rồi? Nè. Xe này cho bữa nay không trả, không trả không luôn. À 7A8, hàng ghế thứ ba đó cô. Thứ tư chứ, hai ghế ngang nhau ở dưới. A3. A3 cô. Làm phong kêu giùm mấy chú. Dạ dạ. Làm phong sẵn quên cái gà. Rồi bỏ vé vô bọc đi cô. Ngủ quên cái đó đi xe cảng. Ngủ quên đợt rồi ngủ quên đi xe cảng anh là hả? Ừ, đi qua xe cảng. Ngoài hàng ghế thứ hai đó cô. Hiện tại bây giờ là xe mình đã tới thị trấn
Giá Gai à mọi người. Cũng có rất là nhiều bạn quê ở Giá Gai kêu mình quay lại cái đoạn đường Giá Gai cho mọi người xem. Để hôm nay mình sẽ quay lại đoạn đường Giá Gai cho mọi người xem nha. Hiện tại bây giờ mình mới vừa qua Hộ Phòng một chút xíu. Từ thị trấn Hộ Phòng lên thị trấn Giá Gai thì khoảng 5-6 cây số vậy thôi. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái con đường này khá là đẹp luôn mọi người. Giờ này là 11 giờ khuya mà mấy cái quán nhậu vẫn còn luôn mọi người ơi. Ở đây quán nhậu nè, quán cà phê nè, mọc lên khá là nhiều luôn. Ở đây mình thấy những cái quán nhậu tập trung cũng khá là đông luôn á. Anh em ở đây ăn nhậu rất là vui vẻ luôn. Mình chạy một chút xíu nữa thì mình sẽ tới cây cầu Nọc Nạn nha mọi người. Phía bên tay phải mình là một cái xí nghiệp. Một cái xí nghiệp nha. Đoạn đường này thì giấc tối cũng có mở đèn đường, nó cũng khá là sáng luôn nè. Cho nên là mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Thì nói chung cái hành trình vào ban đêm á, thì mình lựa cái khúc nào mà có đèn đường sáng sáng á, mình mới quay được. Còn những cái khúc nào mà tới tối không có đèn đường á, quay camera nó rất là khó luôn mọi người, khó nhìn lắm. Hiện tại bây giờ mình đang lên cái cầu Nọc Nạn nha. Cầu Nọc Nạn thì chạy tới một chút xíu nữa thì sẽ tới cái cầu Giá Gai nha. Qua cái cầu Nọc Nạn này là cái khu này là rất là đông, rất là vui luôn nè. Đó, mọi người thấy không? Đẹp chưa, đẹp chưa mọi người? Ai ở Bạc Liêu, ai ở Giá Gai thì hãy comment ở dưới video cho mình biết nha. Đây là cầu vượt. Trước mắt mọi người là cây cầu vượt về Gành Hào nha. Cái đoạn đường này thì khi mà còn sớm thì người dân người ta tập trung ở đây khá là đông luôn. Ở đây vui lắm luôn á. Ngày lễ, ngày Tết đồ, ở đây là mua bán cực kỳ là sầm uất luôn. Giờ này 11, 12 giờ đêm mà đường phố nó cũng khá là vắng nè mọi người. Chứ từ chừng tầm 7-8 giờ tối ha, ở khu này mua bán sầm uất dữ lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ quay hết cái đoạn Giá Gai này cho mọi người xem nha. Qua cầu Giá Gai luôn, qua cầu Giá Gai là hết đèn đường rồi mọi người. Từ đây lên Bạc Liêu là còn khoảng 30 cây số nữa. Và lên tới trạm dừng chân Minh Khải là còn khoảng 100 cây ạ. Từ đây tới trạm dừng chân Minh Khải là còn khoảng 100 cây. Đó, hiện tại bây giờ mình đang qua cái cầu Giá Gai nha. Qua cầu Giá Gai này thì có một hướng mình rẽ phải thì sẽ đi về Gành Hào nha. Còn mình đi thẳng thì sẽ hướng lên Sài Gòn. Đó, mọi người thấy bảng không? Rẽ phải nè, rẽ phải là về Giá Gai nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ chạy thẳng lên Sài Gòn thôi. Tranh thủ thôi mọi người ơi, giờ này là 11 giờ khuya mọi người. Mình cũng khá là đói rồi. Phút rồi mọi người ơi, xe mình đã tới địa phận của thành phố Bạc Liêu rồi. Bây giờ mình sẽ ôm cái dòng xe này mình rẽ trái nha. Mình rẽ phải thì sẽ vào trung tâm thành phố Bạc Liêu. Mình rẽ trái đi. Và mình sẽ ghé ở đây mình rước một người khách nữa mọi người ơi. Đâu mất tiêu rồi. Đợi lên đây.
Trời ơi, mình đi qua đây á, thì ổng qua bên kia, mình đi qua bên kia, ổng qua đây. Trời ơi, đâu mất tiêu rồi. Đây, đây, đây. Đây. Rước bên cây xăng, bên công an nó lụm. À, dạ. Ở đây đâu có chỗ đâu đi chị. Chút xíu nữa lên tới quán. Ra đầu xe tạm. Chút xíu nữa ghé quán. Nó buồn bỏ chịu ra đầu xe ghé tạm rồi. Số mấy rồi. Hàng ghế thứ 5 á anh, đi. Đi dài vô. Hàng ghế thứ 5 á. Chút xíu nữa tới, nửa tiếng nữa tới. Hàng ghế thứ 5 á anh. Chưa chưa đếm dài vô. Ở đó ghế trống đó. Hả? Có chạm dừng chân hả? Bây giờ là 12 giờ 30 phút rồi mọi người ơi. Xe mình chuẩn bị tới trạm dừng chân Minh Khải rồi. Trạm dừng chân Minh Khải này thì thuộc địa phận của Nhu Gia nha mọi người. Nhu Gia Sóc Trăng. Khá là đói bụng luôn rồi. Bây giờ mình sẽ ghé vô nha. Quẹo vô, quẹo vô. Bây giờ mình vô trong mình đậu đi. Cái bãi ở trong thì nó gần cái nhà vệ sinh hơn, để cho khách đi vệ sinh tiêu tiểu cho nó gần hơn nha. Xe tới trạm dừng chân anh chị ơi, xuống ăn uống vệ sinh đi, khỏi đem dép theo, nhà xe mình có dép rồi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Hả? Còn dựng chạm nữa chị. Đúng rồi. Anh vô trong nằm giùm em ra, ngồi đó nó nói em chở đường giữa đó. Ra quay nói em chở thêm, chở đường giữa nó chết em luôn à.
Hiện tại bây giờ là 2 giờ khuya mọi người. Khá là buồn ngủ luôn mọi người ơi. Hiện tại bây giờ xe mình đã tới cầu Mỹ Thuận rồi nha mọi người. Mình đang qua cầu Mỹ Thuận nè. Cũng có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái cầu Mỹ Thuận nó xong chưa anh. Thì thông báo với mọi người luôn, cầu Mỹ Thuận đã nối hết chân nhịp rồi mọi người ơi. Cái tốc độ nó cũng khá là nhanh luôn, nhưng mà không biết khi nào thì cho thông xe thì cái đó mình cũng chưa biết. Thì mình đi ngang thì thấy nó nối nhịp hết rồi đó, nối liền hết trơn rồi đó, cầu Mỹ Thuận 2 á. Ok, giờ này 2 giờ 2 giờ mấy rồi, đường xá nó cũng khá là vắng luôn mọi người. Ok, bây giờ mình đổ dốc cầu Mỹ Thuận nha. Hôm nay mình xin chia sẻ cho tất cả những anh em tài xế mới. Cũng có rất là nhiều anh em hỏi mình là cái kinh nghiệm đổ dốc đó, đổ dốc lên dốc đó. Thì rất là nhiều anh em mới chạy xe chưa có biết. Thì mình khi mình lên dốc á, mình lên số mấy thì xuống dốc thì mình sẽ xuống số mấy nha. Đó, thí dụ như mình lên dốc số 4, số 3 thì mình xuống dốc mình cũng xuống số 4, số 3 nha. Chứ đừng có lên dốc mà số 3 mà xuống dốc xuống số 5 là thắng chết luôn á. Lúc đó là không có cái thắng nào mà chịu nổi đâu á. Nói chung lên dốc cầu hoặc là đi đèo thì mình mọi người lên dốc số mấy thì mọi người hãy xuống số mấy nha. Đó, chứ nhất là đổ đèo cái đoạn đường dài á, nếu như mọi người xuống dốc mà mọi người xuống số lớn thì không có cái thắng nào mà chịu nổi đâu. Có khi nó thắng một hồi nó chai bố, nó phản thắng luôn á đó. Cho nên những anh em tài xế mới, những anh em tài xế mới cả trường rồi đó, rút kinh nghiệm cái vấn đề đó nha. Ui là mẹ, chiếc xe con cha nó chạy kìa. Ui là trời, nó vượt mình dèo dèo luôn nội ơi. Hiện tại bây giờ là 3 giờ 30 phút rồi mọi người. Xe mình hiện tại bây giờ tới đầu đường cao tốc rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi đường cao tốc nha. Mình sẽ đi đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn nha mọi người. Tại vì xe mình xe phòng cho nên là đi đường cao tốc chứ không có đi quốc lộ 1A nha. Hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem một cái đoạn đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn vào ban đêm nha. Ok, bây giờ chuẩn bị tới đèn xanh đèn đỏ nè, mình sẽ rẽ trái nha. Trước mắt mọi người là một cái ngã tư Đồng Tâm, một hướng thì mình sẽ vinh lên Trung Lương, đi thẳng mình lên Trung Lương, mình rẽ trái thì sẽ ra đường dẫn cao tốc, và mình sẽ rẽ phải thì sẽ vào khu công nghiệp và vào trải gắn Đồng Tâm. Ok, bây giờ mình sẽ rẽ trái thôi. Rẽ trái nha. Ở đây thì người ta mới vừa mở mấy cái quán cà phê rất là nhiều luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ tới vòng xoay này thì mình sẽ rẽ trái nha mọi người. Đây là vòng xoay Lương Phú nha. Mình rẽ trái, mình chạy chút xíu nữa thì sẽ vào đường cao tốc nha mọi người. Ở cái vòng xoay này mình thắc mắc vì sao mà người ta không làm một cái đèn đường cho nó sáng sáng nha. Chứ ở đây khúc này là cái khúc trung tâm luôn mà không có một bóng đèn đường luôn, nó tối thui rồi mọi người. Đó, mình rẽ phải thì mình sẽ vào ngã tư Lương Phú, rẽ trái thì sẽ đi ra đường cao tốc nha. Đó, ok, bây giờ từ đây tới đường cao tốc thì còn khoảng một cái số nữa thôi, thì mình sẽ nhập làn vào đường cao tốc thôi. Đường cao tốc Trung Lương Sài Gòn thì mọi người chạy với cái tốc độ là tối đa là 100 km/h nha, và tốc độ tối thiểu là 70 km/h. Cao tốc này thì hiện tại bây giờ không còn thu phí nha mọi người. Còn cái cao tốc mà Trung Lương Mỹ Thuận thì tốc độ tối đa cho phép là 80 và tốc độ tối thiểu là 60 nha. Cái cao tốc đó thì nó có thu phí nha mọi người. Và mình cảnh báo với tất cả những anh em tài xế mà ít có đi đường cao tốc đó, thì mai mốt mình có đi, mình có dịp mình có đi ngang thì hãy chạy đúng tốc độ nha. Vì đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận hiện tại bây giờ bắn tốc độ trực tiếp 24 giờ luôn á. Cho nên anh em chạy dư là dính nha, anh em chạy dư là dính nè. Không nói gì hết á.
đây là cái trạm thu phí cao tốc đã bỏ dở từ lâu rồi, không còn thu nữa. Ây da, cái anh xe công cũng cản đường cản lối. Bây giờ là 4 giờ 30 phút rồi mọi người ơi, xe mình chuẩn bị hết đường cao tốc thôi. Hết đường cao tốc rồi mọi người ơi, hiện tại bây giờ nó khá là buồn ngủ luôn rồi mọi người. Hay và gán thôi, gần tới bến xe miền Tây rồi. Tới bến xe miền Tây mình sẽ đổ khách xong, mình sẽ dọn xe sạch sẽ xong, rồi bắt đầu mình sẽ đi ngủ nha. Từ đây vô tới bến xe miền Tây thì còn cũng khá là gần thôi, còn khoảng chục cây đổ lại thôi. Đó. Đây là cái trạm phí cao tốc đã bỏ dở nha mọi người. Đó, không còn thu phí nữa nha. Cái trạm này là cũng là một cái trạm dừng chân cho những anh em tài xế mà thường hay bị buồn ngủ á, thì tới đây mình tấp vô mình nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, một tiếng đồng hồ. Trước mắt mọi người là cái cầu vượt Nguyễn Văn Linh nha mọi người. Mình đi thẳng thì mình sẽ ra quận 7 đó, còn rẽ phải thì sẽ đi về quận Bình Chánh, quốc lộ 1A. Còn bây giờ mình sẽ rẽ trái nha. Rẽ trái thì mình tiến thẳng vào bến xe miền Tây thôi. Thank you.
với bệnh viện mắt như quận 11, quận nhất với quận 8 rồi. Ừ. 11, quận nhất, quận 8 với bệnh viện mắt. Giờ thì xe mình đã tới bến xe miền Tây rồi mọi người ơi. Bây giờ mình vô bến mình hạ khách và kết thúc cuộc hành trình thôi. Quẹo vô bến thôi. Tới bến xe rồi quý vị ơi. Của anh có cái nào? Này không? À, với hai shop không? Của anh có cái quali không? Phải có một người bưng phụ xe bít. Anh bưng qua thì có anh em à? Bên đây nè, bên đây nè. Ok. Bây giờ mình sẽ dời xe đi đi cất thôi mọi người ơi. Okay.
rồi, vướng luôn, vướng xe luôn, vướng hai chiếc Phương Trang với chiếc Tướng Nga luôn. Ôi trời, sao ra đây, sao ra đây, uống một chút xíu mới được. Rồi sao ra tới đây rồi, dừng đây nữa rồi. Trời ơi, bảo vệ đâu mất tiêu hết rồi. Tranh thủ thời gian còn sớm mình ngủ mới được mọi người ơi, tại vì cái tật của mình á là ngủ sớm mình ngủ mới được, còn trễ trễ mà ông trời ông nắng lên rồi á là mình không có ngủ được. Cái tật gì kỳ cục, cái tật gì xấu dã man luôn. Ngủ mà ông trời ông còn tới tối á, thì mình ngủ được, mà ông trời mà ông sáng lên rồi á không có ngủ nghe gì được hết trơn á. Cái tập của mình khó ngủ lắm mọi người ơi. Wow, nguyên vàng dung chuyển xe Phương Trang luôn nè trời, quá xá bà xa. Bến xe miền Tây bây giờ là cực kỳ là đông xe luôn, tại vì cái bến xe miền Đông nó cấm á, cho nên là bây giờ tất cả các xe nó đổ dồn về bến xe miền Tây khá là nhiều luôn. Cho nên là hiện tại mấy ngày lễ ngày Tết đồ ở bến xe miền Tây á, kẹt cứng ngắc luôn mọi người, không còn chỗ đậu luôn đó. Mọi người thấy không, giờ này mà ngày thường thôi đó, ngày thường thôi đó mà xe cỡ này nè không còn chỗ đậu luôn. Ui giời ơi, ây da, đậu đâu bây giờ ta, hết chỗ đậu luôn rồi. Trời ơi, không còn chỗ để mình vô luôn chứ đậu gì. Ui giời ơi, dữ thiệt đó ta. Ui giời ơi, rồi sao chiếc Samco này ra nữa rồi. Chà chà, bây giờ kiếm chỗ đậu này mới căng này chứ. Kiếm chỗ đậu ngủ mới căng nữa chứ. Có chỗ đậu ổn định thì mình ngủ ngon, còn không có chỗ đậu ổn định á, phải nằm trực chờ để khi người ta kêu dời á thì mình dời rồi xong luôn, coi như tiêu luôn, không có chỗ đậu luôn. Ôi giời ơi, ngồi xong luôn, đậu đỡ đây luôn. Ơi vải đạn thì có chứ. Rồi đậu sau đích Tướng Hưng luôn, chứ giờ sao giờ hồi xe giờ đi bớt để mình kiếm chỗ mình đậu ổn định xong mình mới ngủ được mọi người ơi. Ok mọi người, thì có lẽ mình xin kết thúc video tại đây thôi thôi mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video giúp mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Bye bye.